Tôi kêu một sóc dưới trắng lên, nghe lời tôi thay hình đổi dạng, trở về đây thành tiền cho bà con xem. Em trình bày lại lần nữa nè, anh chị dòm kỹ nha, đây là một sóc dưới trắng. Em không úp nó đây, em úp nó ra giữa sân luôn, cho anh chị khán giả đều thấy nha. Đó. Như vậy là em không ăn gian, đúng không anh chị? Nhưng mà em chuyên nghiệp ăn lận. Khi vợ không ăn lận ông nội cha anh diễn không được đó nghe. Bây giờ cảm biến 1, 2 và 3. Em quắt tay nhẹ một cái, nó trở về đây một sấp tiền. Anh chị xem coi trên. Nếu em nói được, làm được, anh chị vỗ tay em cảm ơn. Còn nói mà không có, anh chị nhổ nước bọt vô mặt quen. Đây nè. Nhưng mà có nhiều anh chị đứng bên ngoài có cái sự hiểu lầm. Không biết là thấy em diễn ở đây rất là lâu rồi, nhưng mà không biết em mày làm cái gì. Bán vé không? Hay là xin tiền bà con? Dạ không có đâu, anh chị đừng có hiểu lầm nha. Ở đây tôi không bán vé, em không xin tiền anh chị một đồng bạc nào hết. Nhưng mà đây nè, em lấy ra sắp tiền này rồi, vì chén cơm manh áo cuộc sống, anh chị cho phép em được thu mua ngược trở vào bên trong, chỉ có vậy thôi. Nếu anh chị nào ở nhà gần có, đem lại đây bán. Nhà anh chị ở xa, em gửi cho anh chị người cái địa chỉ, có số điện thoại của em. Anh chị mang qua nhà bán hoặc là điện thoại cho em lại đó em mua. Ai mà có con lớn á, năm nay em mua giá 800, 1 triệu rưỡi, 2 triệu, 3 triệu đến 5 triệu đồng một con. Ai có con nhỏ, em mua 4-500 ngàn, 7-800 ngàn, tùy theo con. À bà con hỏi mua cái con gì hả? Đây là cái con này là gì? Chúng tôi đi đến nơi nào của ông ngoài mục đích siêu tầm và thu mua qua các loại động vật bò sát của rừng cũng như đây là cái con nưa nè. Mà cô bác anh chị thấy hiện nay nhà nước chúng ta thì đang thu mua cái con rắn, con trăn. Còn cái con nưa này là không có ai mua. Nhưng mà ngược lại cơ sở gia đình em đang cần thu mua nó. Con là cỡ bay lớn vậy nè, em mua cỡ 3 triệu đồng một con. Con trăn em cũng mua, con rắn em cũng mua, nhưng mà tùy theo giá và tùy theo con. Thôi, bây giờ bắt đầu. Coi em lấy ra sắp tiền coi chơi nè, mời bạn vào kỹ nha. Rồi em gửi cho anh chị người cái địa chỉ nha. Buổi chiều hôm nay là ngày đầu tiên anh chị đứng đây phải không? Trước hết là để cho em đáp lại cái chân tình mà anh chị đứng ở đây coi em biểu diễn. Đây nè, tuy rằng em không có bán ra, nhưng mà đây, cái món quà này em không có nhiều. Từ ở thành phố Buôn Ma Thuột em mua nó về đây. Buổi chiều hôm nay ở tại chỗ này nè, 30 người thôi. Em gửi tặng anh chị món quà xài kỷ niệm chơi từ cái con này nè, để anh chị biết được cái quý của nó. Nhưng mà đặc biệt là em không có nhận tiền anh chị mình nha. Em gửi tặng cho anh chị mình xài hay kết quả rồi giới thiệu cho người khác mua. Em cảm ơn. Anh chị mình hỏi gửi tặng gì ạ? Đây nè, em gửi tặng cho chị mỗi người và được một miếng da của cái con đưa này xài chơi. Đây là cái da của nó nè. Mỗi một tháng nó lột da ra một lần. Anh chị mình đâu có biết đâu, đem cái da này dùng vô đóng rác bỏ uổng lắm. Nhưng mà biết rồi, để dành ở trong nhà như ông thầy thuốc ở trong nhà. Nhưng mà không phải em cắt miếng da này em gửi cho anh chị, em đốt bán nhiệt thành cối sấy thành bột rồi.